Phương Lan xin chào tất cả các anh chị em. Vâng, và bây giờ thì Phương Lan có thời gian để cùng tâm sự với anh chị em một chút nhé. À, vừa nãy thì từ sáng là Phương Lan rất là bận cùng với đội ngũ nhân viên Đông Nam Á rất là bận để phục vụ khách hàng, và bây giờ thì khách hàng đã gần như là đã hoàn thành nhiệm vụ xong rồi. Xin chào tất cả mọi người. Vâng, và ngay đầu livestream thì giúp Phương Lan chia sẻ cái livestream này nhé. Ngày hôm nay là ngày rất là đặc biệt, là Đông Nam Á lại tổ chức chuyến bay trong ngày 12 tháng 6, và sẽ tổ chức 230 khách máy bay cho hành khách về từ sân bay Nha Trang. Hello. Sim, đây ra gặp em đẹp gái kìa, đây. Ở đây, ok. Vâng, và hiện nay thì đã làm thủ tục rất là từ sớm, và hiện nay thì cũng khách đã vãn vãn rồi. Bây giờ Phương Lan thì có thể dùng một chút thời gian để chia sẻ với mọi người nhé. Từ nãy thì rất là nhiều việc, là toàn nói chuyện về công việc nên là không có tâm sự với anh chị em. Vâng, và anh chị em giúp Phương Lan chia sẻ livestream này nhé. Phương Lan muốn chia sẻ với mọi người một số những cái thông tin về những chuyến bay, về chuyến bay nhân đạo, về chuyến bay charter, chuyến bay thương mại trong thời gian tới, mà cũng rất là nhiều anh chị em mang quốc tịch Việt Nam cũng hỏi là tại sao gần đây là không có chuyến bay về. Thì anh chị em cũng biết là gần đây thì Việt Nam và Đài Loan đồng thời hai quốc gia đều bùng dịch rất là nặng và rất là nghiêm trọng, cho nên là những chuyến bay cho người Việt Nam vẫn được ưu tiên, và Đông Nam Á tổ chức rất là nhiều chuyến bay. Và ngày hôm nay tháng 6, ngày 12 tháng 6 thì Đông Nam Á tổ chức một chuyến bay hãng Vietjet để đưa cho khách hàng 230 khách hàng về Nha Trang. Và lần về Nha Trang này thì đã một chuyến bay rất đầy, đông rất là đông khách, rất là đầy rồi. Thế còn những cái chuyến bay tiếp theo thì là chuyến bay của ngày 19. Ngày 19 thì hiện nay là đang soát lại hồ sơ và soát vé máy bay, và sẽ đưa sớm nhất. Và sẽ là xuất vé sớm nhất, nghĩa là trong đầu thứ hai là Đông Nam Á sẽ trả vé cho bên hai chuyến bay của ngày 19 nhé. Ngày 19 là có hai chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam Airlines 579, nghĩa là 579 và 5579, thì hai chuyến bay này thì sẽ được xuất phát sớm hơn, tầm khoảng hơn 10 giờ đã xuất phát rồi, và mang 406 khách hàng trở về, tiếp tục về Nha Trang anh chị em ạ. Và chuyến bay này thì đã đầy và đã chốt sổ rồi, nên là anh chị em nào mà muốn mua vé thì hãy liên hệ để đặt tiếp ngày 30 nhé. Ngày 19 và đã chốt sổ, và ngày 23, ngày 23 vé bay về Hà Nội cũng đã chốt sổ. Cho nên là khách hàng mong muốn được về sớm thì hãy liên hệ với Đông Nam Á, vẫn còn chuyến bay ngày 26 và chuyến bay ngày 30. Chuyến bay ngày 26 thì cũng đã gần chốt sổ rồi, nên là chúng tôi cũng sẽ bây giờ chỉ bán được chuyến bay ngày 30 anh chị em ạ. Chuyến bay ngày 26 mà ai mà không kịp đặt thì cũng đã chốt sổ rồi, thì còn là chuyến bay ngày 30. Và ngày 30 thì bay về Hà Nội giá là 58.800 anh chị em nhé, ở khách sạn là khách sạn, và sẽ được khách sạn 3 sao và ở 21 ngày và ở khu vực miền Bắc, cho nên anh chị em sẽ được về trong chuyến bay ngày 30 là bây giờ vẫn có thể đặt chỗ được. Và trong cái thời gian gần đây thì Văn phòng Văn hóa Kinh tế Việt Nam cũng sẽ thông báo những tin nhắn về những chuyến bay nhân đạo cho anh chị em. Nếu mà anh chị em nào mà chưa đặt vé thì cho anh chị em hãy chú ý. Trong những thời gian gần đây thì Đông Nam Á xuất vé máy bay thì chốt với khách, trước khi chốt với khách là đồng ý xuất vé thì Đông Nam Á đã xuất. Với những cái vé mà đã chốt xuất vé thì là sẽ không thể hoàn được. Còn những anh chị em nào mà chưa đặt vé máy bay thì anh chị em hoặc là chưa chốt xuất vé thì anh chị em cũng có thể là chú ý cái tin nhắn của mình nhé, để xem là những cái chuyến bay may mắn nhân đạo sẽ đến với anh chị em. Đấy. Thế và ngày anh chị em nào không muốn đợi nữa thì sẽ chú ý như là sẽ có thể là có những chuyến bay thương mại của công ty Đông Nam Á sẽ tổ chức, và anh chị em có thể là về trong cái chuyến bay nhân đạo sớm nhất. Và hiện nay thì bên CDC của Việt Nam thì cũng rất là kỹ lưỡng hơn trong vấn đề tình trạng sức khỏe, bởi vì là hiện nay bây giờ ấy là Đài Loan cũng đã bùng dịch, và trong những chuyến bay trước thì cũng rất là nhiều người ví dụ bụng bầu to quá về thì cũng không tiện, hoặc là ốm, có những người bị ung thư giai đoạn cuối về thì cũng có phát sinh. Tuy nhiên là đoàn của Đông Nam Á thì không có những cái trường hợp đấy, nhưng rất là nhiều đoàn khác là đã có những cái tình trạng là về là bị những cái do bệnh quá nặng, những người bệnh gọi là bệnh như là ung thư
ở giai đoạn cuối rồi, hoặc là những người mà có sức khỏe đã cạn kiệt rồi đấy, thì không nên về những chuyến bay thương mại mà chúng ta nên về những chuyến bay nhân đạo. Bây giờ là cái hành lý nó qua cái cửa này là ok hết. Em xem nó qua chưa? Chưa. Ok, em đợi một lát, đợi khoảng 10 phút nhé. Em gọi là có sim chưa? Ok, thì em đi khách sạn nào, lên xe nào biết chưa? Em lên xe nào? Xe 1 cái 5. Ok, tốt rồi, ok, nhé. Này, nhanh nhé, có vấn đề gì? Vâng, và cảm ơn tất cả anh chị em. Và trong những thời gian tháng 7 thì Đông Nam Á sẽ có những cái tổ chuyến bay cho rất là nhiều khách hàng về. Và Đông Nam Á thì sẽ chỉ nhận những mẹ bầu là dưới 28 tuần thai. Còn những người mà trên 28 tuần thai thì anh chị em vui lòng là một là đợi nhân đạo. Mà nếu mà nhân đạo không có thì anh chị em xác nhận, cách xác định là đẻ bên Đài Loan. Bởi vì bây giờ là bên CDC, bên Việt Nam họ cũng rất là khắt khe, không nhận những trường hợp bầu to quá. Bởi vì bây giờ cái thời gian cách ly nó lâu hơn ngày trước. Ngày trước chỉ 14 ngày thôi, thì bây giờ nó đã kéo dài từ 21 ngày đến 28 ngày. Cho nên là những mẹ bầu nào mà đợi mãi không có được rồi thì nếu mà muốn về sớm thì hãy tranh thủ về sớm nhé. Không đến lúc là quá 28 tuần thì quá 28 tuần đến cái ngày bay đó mà vẫn chưa bay đó là Đông Nam Á không nhận trong cái chuyến bay thương mại. Mà đặc biệt những anh chị em nào mà bị ốm đau, như là những bệnh mà có nguy cơ mà không có qua khỏi thì anh chị em cũng đi chuyến bay nhân đạo, chứ nếu mà đi chuyến bay thương mại là không thể nào đăng ký được. Bởi vì là anh chị em cũng biết là những chuyến bay thương mại là những chuyến bay mà bên ví dụ như là có vấn đề gì xảy ra thì bên y tế bên kia họ cũng xử rất là khó, nên là những người nào mà bị bệnh thì lại cố gắng chữa trị hoặc là đăng ký chuyến bay nhân đạo. Thế còn anh em nào mà bị bệnh nặng quá hoặc là có bầu to quá đấy thì hãy liên hệ với Phương Lan thì để anh em ví dụ như là mẹ bầu là to quá rồi đấy nhá, thì có thể liên hệ với chị Hồng Vui hoặc là chị với Phương Lan để mà xem có thể là hướng dẫn cách làm thế nào để mà xin được cái chuyến bay nhân đạo về sớm hơn. Chứ nếu mà anh chị em mà những mẹ bầu nào mà bầu to quá rồi ấy mà vẫn chưa về ấy, thì là một là về sớm nhá, một là về sớm, hai là xác định đẻ bên Đài Loan. Chứ nếu mà quá 28 tuần rồi thì những chuyến bay thương mại nói chung, như là kể cả như những chuyến bay nội địa nói chung là sẽ không nhận, bởi vì là do y tế bên Việt Nam họ có yêu cầu những cam kết về tình trạng sức khỏe là phải đủ sức khỏe thì mới lên máy bay được. Thế cho nên là những người nào mà những cái trường hợp mà bị bệnh gọi là bệnh không thể nào mà duy trì sự sống lâu hơn được, ví dụ như nhiều người là bị ung thư giai đoạn cuối này, hoặc những người mà mẹ bầu sức khỏe không tốt này, hoặc những mẹ bầu quá to, thì là anh chị em phải lựa sức mình chứ đi lên máy bay, cái đường lên máy bay rất là lâu dài, rất là xa. Ví dụ như là đến đây đợi là cả 4 tiếng đồng hồ, xong lên máy bay lại đợi ngồi máy bay 3 tiếng đồng hồ. Và nếu mà đấy là còn thuận lợi về Việt Nam lại đợi 3-4 tiếng đồng hồ nữa. Cho nên là cái sức khỏe mẹ bầu mà không khỏe đấy là trên cái hành trình này cũng rất là khó khăn. Mà cái hành trình này là toàn bộ là phải mặc quần áo bảo hộ, cho nên là thực sự rất nóng. Phương Nam hiện nay đang mặc cái bộ quần áo bảo hộ này á, nó là dạng cải tiến rồi nhưng mà vô cùng nóng mọi người, nóng cực kỳ luôn, nên là rất là nóng này, nóng lắm mọi người ạ, nóng toát mồ hôi, trong người là toát hết mồ hôi rồi. Vâng, và anh chị em nếu mà mong muốn được trở về thì anh chị em hãy đặt vé của các công ty hợp pháp bên Đài Loan, công ty Đông Nam Á thì có tổng cộng là 11 chi nhánh ở Việt Nam, Đài Loan, Indonesia, nên là anh chị em mà yên tâm đặt vé máy bay thì yên tâm, Đông Nam Á đều có nhân viên phục vụ tại sân bay để hỗ trợ anh chị em. Trong cái mùa dịch này thì Phương Nam cùng với đội ngũ là cũng mạo cả cái sinh mạng của mình đến đây để phục vụ anh chị em theo cái sứ mệnh. Alo, ơi. Đang ở trong hải quan á. Thế thì bây giờ ở trong hải quan rồi đúng không? Những cái trường hợp đấy là người ta chắc là người ta tạo ám gì gì đấy, chứ không phải đơn giản đâu, chứ không phải là không có địa chỉ đâu, em hiểu hả? Chắc là nó có ám thôi, chứ bình thường mà không có địa chỉ thì đơn giản mà mấy người nước ngoài ở đây mấy người có địa chỉ đúng không? Hả?
Đấy thì em chú ý xem nào, tôi gọi chị nhé. Thế những người mà bị giữ lại là hầu như là những người có án chứ không chứ nếu mà không phải có địa chỉ thì không phải vì địa chỉ đâu. Địa chỉ thì thiếu gì đâu, ai có người Việt Nam thì mấy người có địa chỉ bên này. Em hỏi nó là xem là có án gì không. Vâng, và Phương Lan thì vừa nhận được một cái nhắn tin, và tất cả những anh chị em nào ấy thì trong cái chuyến bay, kể cả những anh chị em mà lao động mà bỏ trốn ra ngoài hay là quá hạn cư trú hay là hết hạn hay là mẹ bầu hay là em giờ em không bỏ cái lọ nước hoa vào đây, họ tí bỏ thành cái cách đó không bỏ được. Bỏ nước hoa sao bỏ đấy, thế em phải bảo người ta em muốn dừng không được. Hello, đại diện ạ. Em đã lấy sim chưa? Lấy sim không? Em ở khách sạn nào? Nhà Trang ấy. Em đi xe mấy? 1-6. Ok, tốt rồi. Ok, thế em xem hành lý xong chưa? Vâng, xem. Thế hành lý xong rồi thì em đi lên lầu 2 làm. Có sim chưa? Chị, em còn chưa biết số phòng của em. Ê, em mà khách sạn đấy chị, em kêu gì hỏi thì các bạn có sợ. Có mạng không, có mạng thì là không máy. Nhân viên của em là ai? Chị Loan à? Chị Loan à? Ừ, à. Em còn do em không để không biết sáng không để ý sáng ngày không có mạng bây giờ mọi người hỏi em. Tại em không mạng cho em không vào nhóm xem được. Nguyễn Thị Thu Huyền ạ, 1983. Em ở khách sạn nào? Ok, tốt rồi. Chị cho em cái sim chị cho em đấy là được đúng không? Đúng rồi, em đưa cho chị là được rồi chị. Dạ. Chị ơi, em về em sang đây em đặt vé thì gọi điện cho mình. Gọi cho chị, gọi cho chị Loan. Dạ vâng. Chị Quý Thị Thu Huyền đúng không chị? Dạ, 1983. Sinh năm bao nhiêu? 1983. 15 tháng 12. Em lên dèm xe là về nhận khách sạn mà phải trả tiền khách sạn. Chị có ghi trong cái tờ giấy mà đúng không? Đấy, em nhớ chị có ghi tờ giấy không? Em chưa ghi ạ, chưa biết số mà các anh có những cái số nó nhỏ nó lấy chị chụp hình này. Nó rất tặng này. Đây, em có bảo em bỏ lên cái xe này, xe này. Xe này à, tất cả 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 là đều được. Đây là của em hả? Ừ. Lên dèm xe là phải về lại giải. Về nhà khách sạn người ta phải đóng cửa tiền đấy. Đó. Đấy. 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 Đ
nó có cái khách sạn này này. Em khách sạn ở đâu? Vâng, mà thủ tục 230 khách của Đông Nam Á thì đã gần xong hết rồi, bây giờ còn rất là vắng. Em có sim chưa? Dạ có rồi. Ok, em ở khách sạn nào? Kalina đi lên xe số mấy? 1, 2, 3, 4, 5. Đi lên rồi. Lên nào ha. Ở chơi em đang cân hành lý đâu. À, em chưa cân hành lý à? Thế thì em ra kia. Em đến đây mà. Không người đâu. Em phải lên kia. Đây cái sắp sau anh này này. Hello cả nhà. Alo mọi người, tôi đang bận một chút. Alo, khách đâu ok chưa em? Ok nhé. Em gọi tình hỏi gọi cho họ xem như nào nhé. Vâng, và hành trình tiếp theo của Đông Nam Á thì Phương Nam đều ghi ở trên cái live stream này nhé. Và có cả những số điện thoại của toàn bộ nhân viên anh chị em ạ. Ngày hôm nay thì cũng mọi người cũng biết là hai bên Đài Loan và Việt Nam là bùng dịch rất là nghiêm trọng và mọi người rất là ngại ra ngoài đám đông, nhưng mà Đông Nam Á thì vẫn với cái trách nhiệm và cái sứ mệnh của mình vẫn ra sân bay để phục vụ anh chị em để yên tâm. Hiện nay thì tất cả khách hàng là đã gần như là đã hoàn thành hết xong rồi, chỉ còn những khách cuối cùng đến muộn thì vẫn đang ở đây, chỉ còn tầm khoảng chục khách nữa thôi anh chị em ạ. Em đi vẽ xong chưa? Em lấy sim chưa? Em lấy sim chưa? Em có sim chưa? Em ở khách sạn nào ở đâu biết rồi hả? Em ở Galina. Lên máy bay à, lên xe nào biết rồi hả? Ok hết tất rồi. Tí vào trong đây. Hello. Chào nhau cái. 230 người. Ờ đúng rồi. Chào mọi người lắm. Mệt nhưng mà vui mọi người ạ. Đúng rồi. Mà anh ấy bảo là mệt nhưng vui về được về với gia đình rồi mọi người ạ. Đấy. Phương Nam đứng xa xa đây để mọi người nhìn đấy. Còn người này khách còn hàng chục khách nữa thôi. Còn khoảng một chục khách nữa là xong nhiệm vụ mọi người ạ. Hiện nay là có 220 khách hàng đã làm thủ tục xong rồi. Và hiện nay thì còn có một nhiều số người đến muộn. Vẫn đang làm thủ tục đây, nghĩa là tầm khoảng độ chục người nữa. Trong vòng khoảng độ 20 phút nữa là xong tất cả các thủ tục ở đây các bạn ạ. Vâng, và rất là nhiều anh chị em có những câu hỏi gì liên quan đến hành trình của tháng 6 hay tháng 7 hay tháng 8, hay là anh chị em muốn mua vé máy bay hay làm các thủ tục liên quan đến Việt Nam, Đài Loan, thì anh chị em đều có thể liên hệ trực tiếp với Đông Nam Á để được tư vấn kỹ hơn trong những hành trình cho anh chị em nhé. Anh chị em đều có thể là lưu những cái câu hỏi của anh chị em về thì nhân viên Đông Nam Á sẽ trả lời anh chị em, hoặc là Phương Nam ở đây sẽ trả lời cho anh chị em. Nguyễn Anh Thu hỏi là 23 bay thì 20 đi tiếp được không? 23 bay. 20 thì là chủ nhật thì 21 đi tiếp nhá. 21 đi tiếp nha anh Thu nhá. 21 đi tiếp 22 lấy. Bởi vì chuyến ngày 23 đấy là người ta yêu cầu là trong vòng 72 tiếng đồng hồ, mà ngày 20 thì là ngày chủ nhật, nên là anh chị em 21 tiếp nên anh chị em có thể hẹn khách nhà. Bây giờ có thể hẹn với bệnh viện là 21 tiếp nhá. Đầu tháng 7 thì đầu tháng 7 thì em có thể đặt chuyến ngày 30 tháng 6. 30 tháng 6 hoặc là mùng 10 tháng 7 nhé. 30 tháng 6 hoặc mùng 10 tháng 7 nhé. Tạm trinh tâm nhé. Chị ơi, tháng 7 có chuyến nhân đạo không? Tháng 7 thì Phương Nam nghĩ là chắc là các tháng này đều có chuyến, nhưng bởi vì cái thông tin về chuyến nhân đạo thì hiện nay là chưa có của tháng 7.
thì anh chị em mà nếu như mà có thời gian không gấp thời gian về thì có thể vẫn đặt chuyến bay nhân đạo. Thế còn anh chị em nào mà gấp về thì hãy đặt chuyến bay thương mại về. Còn những người nào mà không gấp về vẫn có thể có công việc làm vừa chờ thì anh chị em có thể là đặt nhân đạo. Nhưng đối tượng nhân đạo bây giờ rất là những mẹ bầu, những người ốm đau bệnh tật, những người mà trẻ em hoặc là người già, hay là những người đối tượng. Thế còn rất là nhiều anh chị em vẫn còn bình thường đang làm mà bảo đi về thì là không được trong đối tượng ưu tiên, nên anh chị em có đăng ký thì cũng không được gọi đâu. Đấy. Cho nên tất cả những người đối tượng ưu tiên là những người già, ốm đau bệnh tật, trẻ em. Đấy là những người được về trong chuyến bay nhân đạo nha anh chị em nhé. Hà Hoàng hỏi là bạn Lan ơi, hỏi mà không thấy trả lời. Từ nãy là Phương Lan bây giờ Phương Lan gửi cho mọi người cái đường link của Phương Lan nhé, gửi cái đường link của Phương Lan cho mọi người. Mọi người có thể kết bạn với Phương Lan nhé, bởi vì là trên đây là live stream của công ty thì mọi người có thể kết bạn với Phương Lan hoặc là đội ngũ nhân viên Đông Nam Á nhé. Hiện nay thì tất cả các số điện thoại của nhân viên thì Phương Lan đều ghi ở trên cái đường link này, thì anh chị em có thể trực tiếp liên hệ với nhân viên. Nhiều người thì gọi điện cho Phương Lan thì máy bận hoặc là không kịp trả lời, thì anh các chị em cứ chủ động liên hệ với nhân viên. Tất cả số nhân viên của Đông Nam Á được Phương Lan đều ghi ở trên này, nên anh chị em đều có thể là trực tiếp là liên hệ trực tiếp với nhân viên nhé mọi người nhé. Bất hợp pháp có bầu thì đăng ký nhân đạo như thế nào? Bất hợp pháp có bầu thì em cứ đăng ký thôi, nhưng mà cái phần xét duyệt thì người ta sẽ khắt khe hơn. Đối với anh chị em bất hợp pháp ấy thì là khi văn phòng đại bác họ xét duyệt thì cũng có trường hợp họ cho, nhưng mà cũng có trường hợp là họ rất lâu mà chưa thấy được gọi. Cho nên là anh chị em cũng chủ động nhé, nếu mà xác định mà cần về sớm thì anh chị em cũng không nên đợi quá, bởi vì là những người mà lao động bất hợp pháp thì cũng văn phòng họ xét duyệt họ cũng vẫn còn phải xem xét rất là kỹ, mà không phải là các cán bộ họ đều xét duyệt hết. Cái tờ Covid đi đâu rồi? Đưa rồi, xong hết rồi. Vâng, xong hết rồi. Đây chị Lan đứng lên nói chuyện thôi rồi đi. Và đây giới thiệu với mọi người, đây là bây giờ chị hết cách rồi. Chị cứ đeo vào, cứ đeo, không có nói gì, không ảnh hưởng gì cả, chị cứ đeo vào. Vâng, và đây là chị Hương Lan. Thì Hương Lan chia sẻ một chút để Phương Lan đi ra ngoài uống ngụm nước. Xin chào các anh chị em. Hôm nay là chuyến bay ngày 12 tháng 6 của công ty du lịch Đông Nam Á tổ chức cho các anh chị em được về chuyến bay này là về Nha Trang các anh chị em nhé. Thế còn 19 là chúng ta có chuyến về Hà Nội. Ngày 23, chỉ 19 về Nha Trang, 23 về Hà Nội. Và 30 nữa chúng ta có chuyến bay về Hà Nội, mùng 5 tháng 7 và mùng 10 tháng 7 còn có 2 chuyến nữa về Hà Nội. Nên là rất tiện lợi cho các anh chị em nào mà muốn về khu miền Bắc thì có thể nhanh tay đăng ký với lại toàn bộ nhân viên của công ty. Trên khắp Đài Loan đều có thể là đăng ký được các anh chị em nhé. Thế thì trong cái dịp này thì đa số là các anh chị em là những bạn nào mà có được vé máy bay thì hãng đi ra in ấn sổ để đóng dấu xuất cảnh. Bởi vì theo Hương Lan được biết là vừa rồi là ở Đài Loan là có dịch bệnh nó nặng đến cái tam kỳ rồi, tam chí rồi, là ba cấp rồi. Vì vậy cho nên là tất cả các in ấn sổ là người ta đóng cửa, người ta không tiếp nhận gia hạn. Nên anh chị em nào là thứ nhất là lao động mà hàng tháng gia hạn thì không cần phải đến gia hạn, trong tạm thời 30 ngày. Những anh chị em nào mà cha mẹ qua thăm thân hoặc là những anh chị em nào mà đầu thú mà thường hàng tháng phải đến để đóng dấu thì hiện nay là tạm thời được tạm ngưng 30 ngày không cần đóng dấu. Chúng ta vẫn được đi lại tự do và vẫn được hợp pháp cho đến hết 30 ngày sau là dịch bệnh nó bớt đi rồi thì anh chị em có vé máy bay hoặc là hãy đến in ấn sổ để đóng dấu. Đó là dành cho những bạn thứ nhất là hết hạn, chờ đợi vé máy bay về nước, hết hợp đồng, đầu thú, hoặc là cha mẹ qua thăm thân, hết hạn hộ chiếu nhé, hết hạn của đóng dấu của in ấn sổ nhé. Thế còn tại những bạn nào mà hộ chiếu sắp quá hạn trước 6 tháng thì anh chị em sớm liên lạc với công ty du lịch Đông Nam Á để chuẩn bị đổi hộ chiếu nhé. Bởi vì trong cái dịp này là một tháng này là văn phòng Bộ Ngoại giao Việt Nam tại Đài Bắc là đang hiện tại là đang nghỉ một tháng. Và chuyến bay thương mại thì giá bao nhiêu? Bạn Ngọc Nguyễn có hỏi thì Hương Lan trả lời luôn là chuyến bay thương mại thì bây giờ nó có 2-3 cấp. Thứ nhất là về Nha Trang nó sẽ có một giá là 65.500, chưa bao gồm test Covid. Tất cả các chuyến bay của Đài Loan về Việt Nam bây giờ đều yêu cầu 100% test Covid tại Đài Loan, và cái test Covid tại Đài Loan này là khách tự phí anh chị em nhé. Thế còn thì chuyến tháng 7 và chuyến 30 tháng 6 là về Hà Nội thì giá còn hết tháng 6, ngày 30 tháng 6 là giá 58.800, khách sạn 3 sao và 4 sao, khách sạn cách ly 21 ngày. Thế còn từ mùng 5 đến mùng 10 trở ra thì là ở ngoài Hà Nội
bay về Hà Nội thì là giá 62.800 anh chị em nhé. Từ bắt đầu từ tháng 7 thì cái giá cách ly nó cao hơn một chút, bởi vì là khách sạn bây giờ ở ngoài miền Bắc mình thuê rất là khó và giá cả thị trường bây giờ nó đã tăng lên. Thế còn anh chị em nào mà muốn mua vé mà Hương Lan là ở chi nhánh Đào Viên nhé, anh chị em có thể liên lạc với Hương Lan vào cái số điện thoại là 0918 938 680 nhé. Hôm nay vì là ở Đài Loan có cái dịch nó bùng nổ trong đợt vừa rồi, cho nên là tất cả các nhân viên có ra đây thì phải đeo kính, đeo khẩu trang và tất cả mọi người là đứng cách nhau khoảng hơn 1 mét. Vì vậy cho nên là bao kỹ, trùm kỹ. Vì vậy cho nên là chưa không nhìn rõ mặt, nhưng mà anh chị em cứ liên lạc với số điện thoại là tìm được thấy người nhân viên rồi nhá. Hello. Rất vui được phục vụ các anh chị em và được đồng hành cùng các anh chị em. Công ty Đông Nam Á luôn là vui mừng và chào đón các anh chị em ủng hộ cho công ty du lịch Đông Nam Á trong các cái chuỗi live stream, tăng cường chia sẻ cũng như là cùng với các anh chị em bạn bè của mình để mà biết đến một cái công ty như công ty du lịch Đông Nam Á là có uy tín, có chuyên nghiệp và hợp pháp ở Đài Loan và Việt Nam các anh chị em nhé. Chúng ta đều có thể là liên lạc với công ty du lịch Đông Nam Á. Chúng ta chỉ cần đánh lên mạng chữ công ty du lịch Đông Nam Á và tất cả các nhân viên có tên và có số điện thoại ở đó. Vì vậy cho nên anh chị em nào muốn về Việt Nam trong dịp này hoặc là chuẩn bị là đổi hộ chiếu, hoặc là có sắp tới là có làm những thủ tục liên quan đến Việt Nam Đài Loan, hoặc là ủy quyền, hoặc là dịch thuật công chứng, cha mẹ là gia hạn, sau này có thể sang thăm thân hoặc kết hôn, đều có thể là liên lạc với nhân viên công ty để được tư vấn trong cái thời gian nào, thời điểm nào phù hợp để các anh chị em có thể làm được giấy tờ đó. Hương Lan xin cảm ơn các anh chị em đã đồng hành cùng công ty du lịch Đông Nam Á. Và bây giờ thì live stream sẽ trao trả lại cho Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Phương Lan các anh chị em nhé. Vâng, và tiếp theo thì Phương Lan xin giới thiệu với mọi người một nhân vật vẫn luôn song hành với Phương Lan trong mấy năm gần đây, và đặc biệt là chị Hồng Kim. Chị Hồng Kim muốn chia sẻ với mọi người một chút. Chào tất cả mọi người. Em Kim xin chào tất cả các anh chị em. Hôm nay hiện tại thì bây giờ là chuyến bay của ngày hôm nay ngày 12 tháng 6 đã hoàn thành. Thì tất cả các anh chị em của chuyến bay này là đã vào bên trong để mà chờ đợi lên được lên máy bay rồi, cho nên là hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời đó. Cho nên là các anh chị em nào mà có muốn đặt vé vào tháng 6 này thì còn ngày 30 tháng 6, cho nên là các anh chị em muốn đặt vé hay mua vé thì liên hệ với Đông Nam Á nha. Giờ xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Thì hôm nay thì tất cả các hành khách của Đông Nam Á là đều được đi hết đó, và tiếp tục là ngày 19 này thì sẽ có tiếp theo một chuyến bay nữa đó, và ngày 30 tháng 6 vẫn còn một chuyến tháng 6 cuối cùng. Khi mà đặt vé thì các anh chị nhớ chú ý là phải liên hệ đặt trước, nếu mà đặt trễ sẽ không còn vé nữa. Tháng 7 tháng 8 thì đã dự kiến hết rồi, đã có ngày cứ mỗi một tuần vào thứ 6 thì sẽ có một chuyến. Các anh chị hãy liên hệ với Đông Nam Á nha, hoặc là đang liên hệ với Kim qua số điện thoại của Kim là 0918938685. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều. Dạ, và em mời lại giám đốc của em. Vâng, và hiện nay thì mọi người thấy là đã vắng bóng, nghĩa là 230 hành khách đã được làm thủ tục hoàn tất, và Đông Nam Á thì đã làm tận cuối cùng hành khách cuối cùng và đưa hành khách cuối cùng lên trên thủ tục bên trên rồi, và hiện nay bây giờ là không còn người nào nữa, tất cả là đã hoàn thành nhiệm vụ nhé. Và Đông Nam Á thì rất là cảm ơn cộng đồng, cộng tất cả quý khách hàng, anh chị em, bạn bè thân hữu luôn luôn ủng hộ và động viên công ty Đông Nam Á. Và trong những thời gian tới thì Đông Nam Á vẫn còn tổ chức rất là nhiều chuyến bay an toàn và chắc chắn cho anh chị em về trong chuyến bay tiếp theo. Trong mùa dịch này thì mọi người cũng biết là mùa dịch này thì có những chuyến bay thì cần phải có cái sự an toàn, bởi vì là Đài Loan và Việt Nam bùng dịch, nên là anh chị em chú ý là hiện nay bây giờ trên mạng thì rất nhiều những cá nhân hoặc những người nó mạo Facebook của những đơn vị bán vé máy bay, ví dụ như là công ty ABC hoặc là đại lý ABC, là rất là nhiều người nó bạo mạo. Cho nên là anh chị em giao dịch thì phải chú ý cẩn trọng và phải tìm những cái công ty hợp pháp, và khi chuyển khoản thì nhớ là chỉ chuyển khoản cho tên công ty hoặc là tên chủ doanh nghiệp. Ví dụ như là mọi người mua vé công ty Đông Nam Á thì mọi người là nhớ là chuyển tài khoản vào công ty du lịch Đông Nam Á là Tung Nắm Giả Lủy Chính Sơ. Mỗi một chi nhánh thì đều có một cái tài khoản khác nhau, hoặc là có thể là sẽ dùng tên sổ tài khoản của người tổng giám đốc là Nguyễn Thị Phương Lan, là giám sư Phương Lan. Nên là anh chị em khi mà chuyển khoản giao dịch thì phải an toàn, và nhớ là khi mà trước khi mà chuyển khoản thì tốt nhất là gọi lên như này để nhìn như này để xác nhận nhân viên nhé mọi người nhé, bởi vì bây giờ bên ngoài là lừa đảo rất là nhiều.
trong những thời gian vừa qua thì Phương Lan đã nhận được rất là nhiều những thông tin anh chị em là bị mua vé bên ngoài. Thế là cái cách của chúng là chúng sẽ tự mạo một cái Facebook nào đó, là chúng nó đăng lên Facebook là mua của bạn này bạn kia là có uy tín không, và rất là nhiều người vào anh gọi anh này gọi anh kia là uy tín, nhưng trên thực tế cái Facebook đó là mạo của những đại lý đó, cho nên là rất là nhiều người là bị những kẻ xấu lừa đảo. Và đến ngày hôm nay thì đã trên 100 người, Phương Lan đã có thông tin trên 100 người là bị lừa đảo như vậy. Cho nên là Phương Lan chỉ nhắc nhở anh chị em là mua vé máy bay trong thời dịch này thì chú ý an toàn, hãy mua của những công ty hợp pháp tại Đài Loan, và khi giao dịch thì chỉ giao dịch với tên của công ty hoặc là chủ hoặc là tài khoản của chủ công ty, nghĩa là của người phụ trách của công ty. Nếu như anh chị em nào mà mua vé máy bay thì tốt nhất là trước khi thanh toán thì cần phải gọi điện luôn, có thể là nhìn thấy mặt nhân viên. Giao dịch như này an toàn thì hãy giao dịch. Chứ bây giờ bên trên mạng rất là nhiều, mà trong mùa dịch này thì anh chị em đi lại không bất tiện. Nhưng rất là may là hiện nay thì trên các nền tảng kết nối như là Zalo, như là Line, hoặc là Facebook, hoặc là FaceTime đều có thể gọi để xem hình trực tiếp như này. Anh chị em yên tâm giao dịch nhé. Và Đông Nam Á là một công ty hợp pháp chuyên nghiệp và tổ chức rất rất là nhiều chuyến bay tại Đài Loan. Có thể nói là duy nhất tại Đài Loan tổ chức nhiều chuyến bay nhất và an toàn nhất cho anh chị em, mà chúng tôi là những đơn vị ra tận sân bay phục vụ. Kể cả mùa dịch như này, chúng tôi vẫn ra sân bay phục vụ anh chị em. Vâng, và ngày hôm nay thì máy bay thì đã hoàn thành chuyến bay từ đây chuyến bay là Vietjet 3287 nhé. Bay vào lúc 11 giờ 15 phút bay về Nha Trang, từ Đào Viên về Nha Trang. Sẽ đã kết thúc ở đây. Và tất cả những nhân viên ở đây đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Và Phương Lan đang ở quầy số 1. Tất cả quầy số 1 là bây giờ là đã vắng bóng khách, không còn ai nữa. Chỉ còn mấy nhân viên đang có mặt đây thôi. Và Phương Lan thì... Vâng, và Phương Lan thì xin cảm ơn tất cả các anh chị em. Anh chị em đã từng ủng hộ và đã ủng hộ và sẽ ủng hộ đối với Đông Nam Á. Thì hãy giúp Phương Lan mỗi người một chia sẻ. Còn nếu như mà anh chị em nào có những câu hỏi gì thì cứ đặt câu hỏi vào đây nhé. Phương Lan sẽ trả lời cho anh chị em, hoặc là có nhân viên sẽ trả lời cho anh chị em, hoặc là anh chị em trực tiếp gọi điện cho nhân viên ở những số điện thoại chỉ định ở bên trên. Như là Phương Lan đều ghi ở bên trên nhé anh chị em nhé. Và hiện nay ở trên live stream thì có chị Hoa Hoa là nhân viên của công ty du lịch Đông Nam Á đang có mặt ở trong trang. Và anh chị em cũng có thể kết nối với chị Hoa Hoa nhé. Vâng, và chị Man Hồng nói là cứ thấy phát trực tiếp thì gọi điện mà mua về Đông Nam Á nhé anh chị em, đúng rồi. Bây giờ thì anh chị em người ta bảo là bây giờ thì thạch xanh thì ít, lý thông thì nhiều. Nhiều kẻ xấu họ chỉ cần lừa đảo một tháng, lừa được một người được khoảng 40 triệu, 50 triệu là ổn rồi. Đấy, cho nên là tại sao mà kẻ xấu nó vẫn tồn tại, bởi vì nó đâu có mất gì đâu, nó thu 40-50 triệu. Ví dụ như những trường hợp rất là nhiều khách, có 3 khách liền đặt miền của công ty đấy 143 triệu là nó có thể là rất là ổn rồi, vì nó đâu có nó thu tiền xong rồi nó chặn luôn Facebook mà. Nên anh chị em là phải chú ý. Và hiện nay trên trang thì cũng có bạn là Thùy Dung là số điện thoại là 0918938683 nhé. Thùy Dung đang có mặt ở trên trang, anh chị em mà có thể là kết bạn trực tiếp với Thùy Dung. Có số điện thoại này, có số ID này, đều có mặt ở, đều có ở đây nha anh chị em nhé. Anh chị em đều có thể là liên hệ trực tiếp với Thùy Dung. Và Thùy Dung thì số điện thoại là 0918938883, nên anh chị em có thể liên hệ trực tiếp với Thùy Dung. Điện thoại của chị đã có ở đấy nhé. Đây. Và đây là chị Hồng Kim. Trong những chuyến bay gần đây thì mọi người đều thấy chị Hồng Kim đều cùng chị Phương Lan ra sân bay. Anh chị em số hồng chị Hồng Kim là 0918938685. Vâng, số điện thoại của chị Hồng Kim là 0918938685 anh chị em nhé. Nên là anh chị em lưu số điện thoại của Hồng Kim, và chúng tôi thì đều có mặt tại sân bay để phục vụ anh chị em. Nên là anh chị em cứ có mặt, có nhìn những người thật đây, những người thật việc thật đây nhá, người thật việc thật đây. Hiện nay thì trong hành trình đã xong hết rồi, và Phương Lan cùng với tất cả nhân viên sẽ đi về. Em ơi đi, có hai túi đúng không? Đi, có chụp ảnh không? Em ba chị em mình chụp cái ảnh nào. Ê, không thang rồi, bấm thay chưa chưa. Này, chụp đi. Đây.
Đây, em đứng nha. Hai chị Lan. Xin lỗi mọi người nhé, Phương Lan chụp ảnh nha. Lại. Không sao. Được. Thần thái là chính. Hôm nay thì bận nên là chẳng có chụp ảnh được cái nào cả mọi người. Hôm nay bận nên không chụp được cái ảnh nào hết. Vâng, và anh chị em mua vé máy bay thì cứ liên hệ trực tiếp với nhân viên Đông Nam Á nhé. Phương Lan thì nhiều khi có thể bận mà điện thoại không nghe hết được, nên anh chị em cứ trực tiếp gọi điện cho nhân viên để nhân viên phục vụ mọi người. Số điện thoại thì Phương Lan đều ghi ở trên đây rồi nhé. Bây giờ là trên đường trở về. Hôm nay chị Lan mặc bộ này có cảm thấy ổn không? Cảm thấy ổn. Ổn không? Nói chung là hơi kín tí, nhưng mà các bạn ấy ở sân bay các bạn bảo là bữa sau chị mặc luôn được ngoài này à? Tí các em vào trong máy bay các em sẽ được công ty phát máy bay phát. Đây là để đảm bảo ở sân bay an toàn sân bay, bởi vì là ở sân bay hiện tại người ta cũng cách mỗi người đứng cách nhau 1 mét theo đúng cái tiêu chuẩn của Đài Loan. Xin chào anh chị em đã đến với công ty du lịch Đông Nam Á và xem live stream của công ty du lịch Đông Nam Á. Xin cảm ơn các anh chị em sự đồng hành của các anh chị em ở tại Đài Loan. Vâng, và nhiệm vụ thì đã hoàn thành rồi. Sáng nay cái live stream sáng sớm này là toàn là vừa quát vừa mắng vừa dọa. Bởi vì mọi người biết không, bởi vì là nhiều khách hàng mà không dọa là người ta không biết đường đi về đến kia, là không biết hỏi ai nữa, nên là Phương Lan là cứ phải làm vai ác. Bởi vì là nhiều người hỏi ở khách sạn nào không biết, ở lên xe mà nào không biết là thôi là chết rồi. Lên xe nào không biết là chết rồi. Ok. Tất cả anh chị em, rất là cảm ơn anh chị em. Và bây giờ thì Phương Lan và mọi người đã hoàn xong thành phần các nhiệm vụ. Chị ấy luôn em, chị lột em của em là 0526. Đúng rồi. À đây là bây giờ chị Lan đang không có 100. Không 100, để đây có. Xong là bay em mấy trăm rồi đấy. 200. Nhà không có gì mà điều kiện đâu. Không đủ. Đây. 100. Bây giờ là mọi người đang chị Lan đang nộp tiền đỗ xe. Đã hoàn thành các nhiệm vụ. 100% thành công. Và hoàn thành xong nhiệm vụ. Và đi hôm nay ở đây thì Phương Lan đi cùng với tất cả nhân viên thì đều có mang theo một cái khử khuẩn này thì là có thể khử khuẩn luôn, kể cả như mà mình ngửi hay là gì đấy cũng rất là tốt, bởi vì nó sẽ khử khuẩn khử các loại siêu vi khuẩn đến 99,99% anh chị em ạ. Cái đèn này thì không nói làm gì, nhưng cái nước ở trong này là một cái nước rất là tuyệt vời. Đây là cái sản phẩm này là của công ty Magic Life mọi người nhé. Phương Lan vẫn trong cái thời gian này là Phương Lan toàn dùng cái này để bảo đảm, nghĩa là để mà giữ gìn cái an toàn cho mình. Nói cho mọi người bảo làm sao mà ra sân bay. Thực ra ra sân bay thì Phương Lan cũng có cái biểu bối này rồi, nên là cũng yên tâm hơn. Đấy. Không phải quảng cáo cho sản phẩm của công ty đâu nhá, mà cái sản phẩm này công ty tặng cho Phương Lan, thì Phương Lan chỉ nói với mọi người là Phương Lan dùng cái sản phẩm này rất là tốt, để công ty Magic này tặng những sản phẩm này cho Phương Lan sử dụng. Cho nên là Phương Lan không phải mua, và Phương Lan nói với mọi người là cái sản phẩm của công ty này rất là tốt, có thể là khử khuẩn, diệt khuẩn, và những cái sản phẩm này thì ở 99%. Khi mà mình đi ra ngoài đấy thì mình cứ mang cái này theo người, thì những cái xung quanh này là nó đều bị mà sẽ em không thể đấy. Và khi mà nếu như mọi người dùng bằng cái gọi là cái chiểu trinh ấy, cồn cồn khử khuẩn đấy, thì là nó có mùi nặng và nó không tốt cho da, nhưng mà cái này thì nó có thể là mang lại những cái khử khuẩn an toàn, và nó không bị sắt, nó không bị hỏng, nó không bị ảnh hưởng đến da nhé. Vâng, và bây giờ thì Phương Lan đã xong rồi. Ba chị em bây giờ là trên đường về. Nóng. Bây giờ cởi cởi chưa nhỉ? Cởi đâu? Mày cởi không? Đây mình cởi. Mình ra đây mình cởi. Đấy. Của mình đâu có bắt được, mình vẫn ra được mà. Cái này mình cởi ra, mình sạch cái đi. Mình về giặt.
mặt vào. Cởi cởi. Cởi áo kìa. Sai không? Tao bỏ hàng hay là gì đó. Bỏ đi. Không bỏ đấy. Chưa còn, chưa còn. Nhân viên công ty ra phục vụ tại sân bay, mỗi lần về mà những chuyến bay được hoàn thành tốt nhiệm vụ để cho các bạn ấy lên được máy bay 100%, không có ai trục trặc gì vấn đề về giấy tờ. Cúc áo cần nàng. Không ai trục trặc về giấy tờ và giấy kiểm tra sức khỏe COVID, là toàn bộ nhân viên công ty là rất là vui mừng. Cảm ơn các anh chị em đã đồng hành cùng công ty và động viên nhân viên công ty. Có khẩu trang cho chị. Đấy. Bỏ hết khẩu trang mới đi. Thay khẩu trang mới đi. Đấy. Được. Đông người hơn gọn gàng nhanh nhẹn, với lại là toàn nam giới họ làm nên là cũng thế này. Hôm nay họ làm sớm hơn. Ừ. Làm sớm. Họ làm sớm hơn một tiếng. Chị đến 7 giờ kém 10 chị đã đến rồi, mà đúng 7 giờ họ đã mở cửa rồi sao? Chị đến khác là họ đã làm rồi. Bởi vì hôm trước là họ bị delay. Ờ. Hôm nay delay mà hôm ít hôm người mà họ làm chậm. Hôm nay họ vừa làm nhiều người. Đây. Với lại các bạn ấy cái tờ khai y tế với lại giấy tờ mình hôm qua đã bảo các bạn làm hết tối hôm qua rồi. Nên là các bạn làm hết rồi. Hôm nay cho các bạn ấy. Em cho em cái sách nhá, này chị cầm. Chị xách hộ đi. Hello anh chị em. Xong nhiệm vụ rồi mọi người ạ. Xe mình để đâu nhỉ chị nhỉ? Em nhỉ? Xe để đâu đây ạ? Xe đây để đi nào? Đây đâu? Đây, đây này. Ngay cạnh. Nó để gần em à? Này em ơi. Tạm biệt nhá. Tạm biệt chị Lan. Cảm ơn sếp mua cho cái điện thoại đẹp nhé. Ok. Đây, chào nhau. Xin tạm biệt các anh chị em đã hoàn thành rất nhiệm vụ. Xe mình đây. Ừ, xe đó. Xe mình đây mà. Có cái chìa khóa đâu nhỉ? Quá nha. Đây. Bây giờ không có chìa khóa là chết. Hello anh em.
vụ rồi anh chị em ơi. Bây giờ là trên đường trở về, Phương ăn tí ra review cho mọi người cảnh ở đây nhá. Đây, khử khuẩn tí đã. Em đóng cửa vào để chị khởi máy để khởi động máy. Xịt cái miếng phát à? Chai của em xịt cái miếng phát à? Phải khử khuẩn cả nhà. Về lại chồng mới bắt cách ly 14 ngày nữa cả nhà. Mỗi lần ra sân bay về này á là anh xã anh bắt cách ly 14 ngày. Khổ lắm. Anh ấy nhốt vào một phòng riêng. Nhá cả nhà nhá. Xong nhiệm vụ rồi. Cho mọi người xem cảnh trước nhá. Đấy. Phương Nam lái xe cho mọi người xem cảnh trước. Mọi người xem cảnh. Bây giờ thì để họ tự xử lý với nhau thôi. Mình không xử lý. Mọi người cứ nhìn rõ không sao mờ thế. Trên đường về thôi, tất cả anh chị em nào mà đã vào bên trong thì chúc mừng anh chị em nhá. Và đoàn ngày 19, hôm nay về lại bắt đầu làm đoàn xuất vé, và soát xuất làm vé 19. Bây giờ bên đi CDC của bên Việt Nam mà rất là khắt khe anh chị em ạ, nên là mỗi một lần trước khi xuất vé là phải soát rất là kỹ và rất là nhiều cái thủ tục rườm rà. Cho nên là cái bình thường mọi khi xuất vé một ngày là xong, nhưng bây giờ trước khi xuất vé phải soát. Bây giờ là kiêm lái xe luôn. Vừa kiêm người phụ trách, kiêm tổng giám đốc, kiêm
chấp hành kiêm quảng cáo, bán hàng, bán vé máy bay, kiêm luôn cả ra phục vụ tại sân bay, về kiêm nấu cơm rồi bác quét nhà, kiêm hết. À, chị đeo dây an toàn, em cầm đấy, chị đeo dây an toàn. Ok. Cái này mà nó quên thắt dây cái là nó đã nhắc ngay mọi người. Kia mua cả lái xe. Anh chị em có những cái câu hỏi gì đặt về vấn đề vé máy bay này hoặc là các hành trình này cứ đặt ra đây, thì một lát nhân viên sẽ vào phục vụ mọi người nhé. À, mọi người cứ hoặc là gọi điện trực tiếp cho khách hàng. Nhiều khách hàng á là bây giờ rất là thông minh, nhiều khi là trước khi gửi tiền nên là cứ phải cho em xem mặt chị một tí. Thế là bật camera ra nhìn mặt nhau. Đấy, thế mới yên tâm. Bây giờ bên ngoài là thạch xanh thì ít, lý thông thì nhiều, lừa đảo nhiều lắm mọi người. Một cách kinh khủng luôn ấy, trong thời gian vừa qua đến hơn 100 anh chị em bị lừa rồi mọi người. Đấy là những người mà người ta nói với Phương Lan thôi. Còn những người mà không nói hoặc là không phản ánh gì đấy là không có biết. Còn những người mà có những người người ta mất tiền, người ta âm thầm, người ta cũng không biết làm cách nào, bởi vì trên thực tế thì con đang vẫn nhắc nhở mọi người luôn là bây giờ bên thị trường rất là nhiều những kẻ xấu, người ta không có công ăn việc làm, người ta ngồi thôi, người ta rình mò lừa đảo khách hàng. Nên là anh chị em mà mua vé máy bay là cứ tìm công ty hợp pháp mà mua, có vấn đề gì thì còn tìm cách mà giải quyết được. Chứ mua của những kẻ xấu nó báo giá rẻ xong là đến lúc gửi tiền xong rồi nó chặn vào Facebook. Gần đây rất là nhiều mọi người, rất là nhiều. Bây giờ quay cảnh trước cho mọi người xem cảnh trước đi. Giờ em đi đăng ký trước, đến khi có vé thì chị sẽ báo với em, lúc đó thì đi tiếp nha. Tao Yuan Chu, Tao Yin Lu 127, Tao Yuan Chu, 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 mọi người thấy không? Trời xanh mây trắng và đường thì rất là vắng. Đấy, mọi người thấy không? Sáng nay dậy rất là sớm. Hôm nay bảo là hôm nay là
bịt kín từ đầu đến cuối, nó không cần trang điểm đâu mọi người. Đây là cái mặt mộc của Hương Lan đấy mọi người ạ. Và khi thì mà thấy xinh xắn đúng không? Hôm nay thì thấy xấu hơn đúng không? Ok, thế là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Anh chị em nào mà muốn mua vé máy bay thì cứ trực tiếp liên hệ với nhân viên Đông Nam Á, đều có số điện thoại ở trên ghi ở trên này nhé. Phương Lan đều ghi cái hành trình và hành trình trên này. Cái hành trình anh chị em mà là hành trình dự kiến, nhưng mà chắc chắn là tháng 7 thì sẽ có Đông Nam Á sẽ có 5 chuyến bay, sẽ có 5 chuyến bay. Phương Lan cũng sẽ đang suy nghĩ là có nên làm chuyến bay cách ly ở quân đội cho anh chị em không, để cho nó rẻ hơn không. Nếu như anh chị em nào mà muốn về rẻ đấy thì Phương Lan có thể là sẽ làm một vài chuyến để anh chị em xem là có phù hợp với anh chị em không. Bởi vì là cái mùa nóng này ấy, thì mà ở tập thể mà lại ở cách ly quân đội thì Phương Lan cũng hơi ái ngại, vì là bây giờ tình hình bên ngoài dịch rất là nặng, mà lại cách ly quân đội xong mà lại nóng như thế này thì không biết là có phù hợp không. Nếu mà anh chị em nào mà hưởng ứng cách ly quân đội thì hãy comment để Phương Lan khảo xem là có đông người muốn đi quân đội không. Đi quân đội thì nó sẽ rẻ hơn cũng khá nhiều, mười mấy 20 triệu cho một hành trình. Nó cũng rẻ hơn rất là nhiều đối với những người mà không có kinh tế, thì người ta cũng mong muốn về, mà người ta muốn về quân đội thì cũng là một lựa chọn rất là tốt. Thế nhưng mà thời gian gần đây thì quả thật là bên Đài Loan, Việt Nam thì đều bùng dịch, mà cách ly tập trung thì không biết là có đủ an toàn không. Rồi việc thời tiết lại nóng như thế này, ở Việt Nam nóng lên 40 độ, hơn 40 độ thì không biết là anh chị em có chịu nổi không. Bởi vì rất là nhiều anh chị em ở bên Đài Loan này sống quen trong điều hòa rồi, thế bây giờ mà về mà ở nóng quá lại không sợ, không chịu nổi. Đấy cũng là một vấn đề. Thế cho nên là anh chị em nào mà nếu như mà hưởng ứng cái vấn đề và làm cách ly quân đội thì mọi người cứ comment lại. Nếu mà Phương Lan mà cảm thấy số lượng người đông thì Phương Lan cũng phải có tổ chức chuyến bay về quân đội đấy cho mọi người. Cũng người gần đây rất là nhiều người hỏi chị ơi chị làm quân đội đi, nhưng mà cái vấn đề quân đội thì nó nóng, thời tiết thì nó nóng, mà cách ly tập trung thì nó không biết là nó có đảm bảo an toàn cho mọi người không. Nếu như mà một đoàn về mà có vấn đề gì thì cũng rất là dở. Đấy cho nên là Phương Lan cũng có suy nghĩ. Đáng nhẽ là cũng làm từ mấy tháng trước ấy, nhưng mà lại bùng dịch nên là lại thôi. Thế bây giờ lại phải đi, cứ phải mang khách hàng đi bây giờ đi các nơi Nha Trang để là bình an này. Ở Nha Trang thì thời tiết nó mát mẻ, rồi khách sạn nó rất là đẹp. Đấy, anh chị em nào ở khách sạn Nha Trang thì trong một cái kỳ nghỉ dài như vậy thì cũng cảm thấy rất là ổn, rất là ok. Đấy. Thế còn rất là nhiều anh chị em mà lựa chọn ở miền Bắc thì khách sạn và cái điều kiện nó không tốt bằng trong Nha Trang. Đấy, nhưng mà lại tiện lợi là gần nhà mình hơn. Đấy. Thế mỗi một lựa chọn nó đều có một cái ưu điểm, một cái nhược điểm riêng. Nhưng mà nếu như là Phương Lan thì Phương Lan bất thích về Nha Trang, bởi vì là đằng nào cũng về Việt Nam một lần thì cách ly 28 ngày ở cái resort hoặc là một cái khách sạn 4 5 sao thì cũng cảm thấy nó rất là tốt, rất là thoải mái. Và đặc biệt là nếu mà trường hợp mà cách nạn mình là cách ly ở khách sạn 28 ngày ấy, thì mình về mình không cần phải cách ly ở nhà nữa. Đối với những trường hợp mà cách ly 21 ngày thì về vẫn phải tiếp tục là theo dõi khách y tế và cách ly ở nhà, vậy vẫn phải test Covid lần nữa. Thì nhiều khi là mình test Covid ở mình cách ly ở nhà đấy thì nó ảnh hưởng đến cả gia đình, bởi vì khi về nhà là người ta dán luôn là gia đình có người cách ly thì là xung quanh hàng xóm láng giềng họ thấy cái đấy họ tránh xa, hoặc là gia đình bố mẹ cũng rất là phải hạn chế. Đấy, cho nên là ảnh hưởng cả là cái cuộc sống của gia đình. Cho nên là rất là nhiều người tình nguyện bảo chị ơi em muốn cách ly 28 ngày để về, để không phải cách ly tiếp theo ở nhà nữa. Nhưng mà nó không theo. Và trong lúc mà cách ly về cách ly như này thì rất là nhiều anh chị em là cũng cảm thấy là một cái thời kỳ nghỉ rất là, mỗi người một tâm thế khác nhau. Người thì cảm thấy là một cái kỳ rất là yên tĩnh, là mọi người làm việc những cái việc mà người ta chưa làm được, hoặc là rất là nhiều những trường hợp mà chưa họ không quen thì họ cũng không quen. Đấy, chị em nào mà về cách ly thì phải tập thể dục sáng trưa tối để cho cơ thể mình nó có cái năng lượng, để cho sức khỏe mình có sức khỏe. Nhưng Phương Lan mỗi một lần đi ra sân bay để về lại ở nhà cách ly ở nhà mọi người. Và chào 235 anh chị em nhé. À, anh
chị em nào muốn cách ly ở quân đội thì cứ comment nhá, Phương Lan tham khảo xem, nếu như mà được thì Phương Lan sẽ làm vào ngày 15 và ngày 30 hai chuyến, một chuyến ngày 15 và chuyến ngày 30 cách ly quân đội. Đấy, nếu như mà xem là mọi người có nhiều không, có đủ chuyến bay không, ví dụ như là một chuyến bay là 230 khách này, hoặc là 200 tới là có những chuyến bay máy của Bombo là 285 khách cơ. Đấy, cho nên là có đủ lượng khách thì Phương Lan mới làm. Còn các chuyến bay về khách sạn thì đông lắm, Đông Nam Á thì cứ bán 2 ngày là hết. Nhiều người cứ bảo chị ơi thế xong nọ, chị đăng ngày 23 rồi chị không đăng nữa, rồi ngày 19 thì không đăng nữa, hay là ngày 26 thì không đăng nữa, bởi vì là có những chuyến bay đã đầy rồi, mọi người đã đầy rồi là Phương Lan không đăng nữa, bởi vì là 2-3 ngày là bán đầy một chuyến rồi. Cho nên là mọi người thấy bảo chị vừa đăng ngày 19 rồi, bây giờ chị lại không đăng nữa là như nào, bởi vì nó hết rồi. Nên là anh chị em đăng là đặt chỗ ngày 19 rồi là yên tâm, mà không phải lo. Ngày 23 cũng yên tâm mà không phải lo. Đấy, ngày 26 yên tâm không phải lo. Đấy, Đông Nam Á nó bán những chuyến bay, chỉ còn những chuyến bay là chuyến bay ấy thôi, chuyến bay là còn thôi. Hiện nay thì là còn chuyến bay ngày 30 anh chị em nhé, ngày 30 là còn chuyến bay về Nội Bài, là cách ly ở miền Bắc anh chị em, cách ly ở khách sạn là 3 sao là 21 ngày là giá 58.800 anh chị em ạ. Tôi đã có nói trước là ở miền Bắc thì khách sạn nó không đẹp như ở trong Nha Trang đâu, nên là anh chị em có lựa chọn. Nếu mà người nào mà thích ở Nha Trang thì hãy lựa chọn vào Nha Trang ở 28 ngày thì sau 65.500. Thế còn anh chị em nào mà thích về miền Bắc thì lựa chọn chuyến bay về Hà Nội Bài thì cách ly là 21 ngày thì giá nó là 58.800 anh chị em ạ. Đấy, nên anh chị em nào mà muốn đi ở Nha Trang hay là đi ở miền Bắc thì đều được. Nam Á là hôm nay tổ chức cái chuyến bay này, xong là 19 này còn 2 chuyến bay nữa mọi người, 2/19 là 2 chuyến bay với ký hiệu là VN 579 và 5579, là 2 chuyến bay này sẽ bay vào 11 giờ 15 phút và 10 giờ 15 phút và 11 giờ 15 phút, 2 chuyến bay sát lút nhau, cách nhau 1 tiếng thôi. Đấy, cho nên anh chị em ngày 19 là chuẩn bị khách hàng bay ngày 19 là chuẩn bị là hẹn đi test Covid hay là bù giấy cam kết về phòng chống Covid hay tất cả giấy tờ liên quan để mà nhân viên hoàn thành trong ngày hôm nay là phải hoàn thành hết để sáng thứ hai xuất vé để giao vé cho anh chị em. Thế nên trong nhóm trong đoàn 19 thì có rất là nhiều người vẫn còn chưa bù hết hồ sơ. Đấy, thế sau đó là chúng ta còn phải hẹn test Covid nữa. Hẹn test Covid bây giờ ở Đài Loan thì họ cũng đi ra nước ngoài nhiều, đặc biệt là họ sang bên Nhật hoặc là sang bên Mỹ, họ đi họ test Covid, họ không phải họ tiêm vaccine, nên là ở sân bay cũng đông người lắm mọi người ạ. Người ta đi sang Mỹ nhiều lắm, rất là nhiều người Đài Loan, họ sau khi mà họ về Đài Loan này thì họ cũng sang bên Mỹ để họ về học, hay là về trở về Mỹ, hay là họ phải đi họ về họ có nhiều người ta chỉ sang đấy là người ta tiêm vaccine rồi người ta quay về thôi. Đấy, Phương Lan đang nói chuyện với mọi người, lúc đang lái xe đấy. Tốc độ là 90 km/h đường cao tốc và gần về nhà rồi mọi người ạ. Còn 6 km về nhà thôi, công ty rồi Đông Nam Á thì cũng gần sân bay, cách sân bay khoảng 20 km rồi mọi người ạ. Đây, cho mọi người xem luôn cảnh của Đài Loan đấy, cuộc sống của dân Đài Loan đấy. Bây giờ mọi người thấy rất là yên tĩnh, không có người mấy đâu, ít người ra ngoài đó, rất là yên tĩnh. Chú右侧向右行驶，请驶出右侧向右的出口。
À, trong những thời gian gần đây thì Phương Lan nhận được rất là nhiều anh chị em ở các nước khác bảo là chị ơi, công ty chị có ở bên Malaysia hay là bên Dubai hay là bên Úc không? Làm sao mà dễ thương, rất là nhiều anh chị em bên Úc cũng nhìn thấy cái live stream của Đông Nam Á, rất là dễ thương. Nói chung là 19 này là còn 2 chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam đưa 406 công dân Việt Nam về. Đấy là anh chị em chuẩn bị anh chị em là 19 này chuẩn bị rộn ràng lấy vé đi test Covid. Sau đó đến đoàn 23 nữa. Đấy. Đoàn 23 bây giờ cũng đang chuẩn bị rộn ràng rồi. Hello, sang năm em về đặt vé cho. Ok. Chào cả nhà, chào Hoa Cỏ May nhá. Cảm ơn Đăng nhé, cảm ơn tất cả mọi người nhé. Hoàn thành nhiệm vụ rồi mọi người ạ. Nói chung là mỗi lần mà đưa một đoàn hoàn thành nhiệm vụ, hôm nay là không có sơ suất gì nhỉ. Hôm nay không có một, hôm nay khách hàng được chuẩn